tuổi tao thì đến đây ngay lòng như vậy. Nhưng mà hôm nay thật sự là không chịu ra, nhưng mà không phải muốn mấy đâu. Thật ra tao là một ba không phải sai, không phải KOT đi. Mày thì vẫn cây tao như cái cách chi phê KOT đi. Giờ đây OCB nhưng mà tao không biết tìm lại của OT đi. Khi mà bây giờ anh đang anh đang lăn về, nhưng mà bây giờ tao nói là tao sẽ ăn về. Ở đây trong ông đít nếu mày không tin thì mà tao đang phải tao đứng đầu. Đồng tâm, nếu có đồng dâm hàng năm và tao lại rap thì tao cũng là không có cần bằng thăm. Nhạc rap của tụi tao sẽ tao càng rap càng hăng, cho mày thấy được rằng là bây giờ tao chơi cái flow này như vậy. Nhạc rap của tụi mày và tao sẽ chặt mày như cây. Có nhiều khi mà tụi mày thấy, có nhiều khi mà tụi mày thấy nhiều nó cháy. Nhạc rap của tụi tao thì bây giờ đây tụi tao chỉ có đấy. Không thể nào mà tụi mày thấy được rằng tụi tao là ô vuông vòng kẻ. Nhưng hôm nay và tao đứa con ngoan trong lòng mẹ. Có khi mà tao cảm thấy đời tao không huy hoàng, và tao sẽ biến cho việc rap nhấn tay suy tàn. Đến một ngày mà trên tụi mày sẽ không còn Rinser. Nhạc tụi tao biến tụi tao trở thành thằng Rimmer. Nhưng mà hôm nay chạy con Rimmer đen bo bo. Có thằng An bên cạnh nó đói quá nên phải co ro. Nhiều khi mà tao lại vẽ ra cả tâm tròn. Tao sẽ sống 365 ngày năm tròn. Và tụi mày thấy được rằng tao logic trong từng câu. Và tao sẽ đéo bao giờ mà tao sẽ dần flow. Từng câu cá ở trên biển thiên hà. Bây giờ về nhà và kiếm con điếm chiên gà. Tụi mày đang thấy tụi tao đang bay bổng flow. Nhạc rap không có biến cho tụi mày hay hỏng đâu. Yeah. Thôi, má, đúng lớp luôn.